con đau cùng chồng vẹn phần vô con. Nhưng số duyên cội phúc chưa tròn nên khiến mẹ không thương lắm điều cay đắng. Ôi muối chỉ đường khuya rồi sao không đi nghỉ? Kìa, có đau lắm không em? Dạ không sao, chỉ một giọt máu nhỏ thôi mà. Nhưng ta thấy vẻ mặt Hiền Thê ra chiều hốt hoảng khi mũi kim đâm phải. Hiền Thê, nàng lo sợ việc chi? Phu quân ơi, chỉ một mũi kim đâm phạm vào tay, bỗng dưng làm cho em lạnh buốt cả tim gan. Nơm nớp sợ lo, bể thấm cùng dâu cuộc thế đối dời. Tràn ngập yêu thương mà chẳng trọn đời. Hiền Thê đã tần tảo sớm mi hôm lo tròn phận y vợ, cùng dưỡng mẹ chồng trọn đạo dâu con. Đừng nghĩ bâng quơ mà héo gầy dốc nghi lọc. Ai biết trước đâu những chuyện bất ngờ. Thề cũ trắng xưa rồi sẽ phai mờ. Không, tình chúng ta không bao giờ phai nhạt. Hiền Thê ơi, duyên hương lửa bao năm dài hạnh phúc, nàng đã vì ta có đôi lúc chịu tuổi buồn. Ôi, thật là đúng với cái câu tử giả biệt luận, cắt đau để buồn càng thêm tức mà thôi. Nè, các người có biết giờ này tôi đang tụng kinh niệm Phật cầu trời, cầu cho gia nội được nhân khang vật thịnh. Thế mà ngoài này các người cứ rù rì rỉ đá bên tay. Đang ngủ say tôi giật mình thức giấc, thành nơi thủ thị thầm, tôi đang nằm mà phải bò ra cửa. Mẹ, phòng chung con ở cách mẹ rất xa, cách một ngay vườn qua và gian nhà bỏ trong. Tôi lo tụng kinh nên cô khổ mệt ngày, nằm ngủ quên cánh cửa ngoài không đóng. Trong giấc ngủ mê màng tôi gặp một ông thần. Mẹ, ông có nói gì không vậy mẹ? Ông nói bà vô thần, không nhờ được dâu con. Lời xưa cứu vật vật đã hơn, giờ đây đạo lý suy đồi, cứu nhân nhân trả quán bà thôi. Tôi cần bàn điên với con tôi một chút việc, nhờ câu vào trong hoa giùm tôi bình nước khác đi. Nước gì mà nguội ngắt như vậy mà uống cái gì? Dạ thưa mẹ, con đi pha trà. Thấy cái bản mặt là tao không ưa rồi. Cái mặt gì mà trù cha hại mẹ, tán gia bại sản, từ đầu năm cho đến cuối năm tao không thấy nó nổi nụ cười nữa.
Sao mà ổng đi vứt cho rồi cho tôi đỡ bực cái mi. Mẹ, còn con nhớ không, mẹ đã khuyên rằng con 5 lần 7 lượt mà con cứ cãi mẹ cho được. Dịp mai như vậy con chẳng nghe khuyên, con quên ơn cúc dục thù lâu, bấy lâu mẹ mang nặng đẻ đau. Biết cái như vậy thà mẹ chẳng sanh con. Con luôn luôn tuân lời mẹ dạy, không làm buồn ngày lòng cay mẫu thân. Mẹ nên mở rộng lòng nhân, nàng có tội gì mà đôi lứa phải cách phân. Nó không có tội hả, tao cũng làm cho có tội. Tìm cớ nào tống cổ nó đi, tao đang cần vàng trong lúc gia cảnh túng nguy. Con cái gì mà vướng bận lôi thôi. Mẹ ơi, đã bao lần mẹ bảo con phải cùng nàng đoán nghĩa Tào Khang. Làm chồng một người khác để môn tộc rỡ ràng và vẽ ngang cuộc sống. Nếu con ép tim đau nghe theo lời mẹ, sống vì một kẻ chung giường khác mong là phản bội nghĩa nhân để chạy theo áo vòng sang giàu. Phấn bụi phù hoa có ngừng sắc muôn màu, miên đỉnh chung mồi xa mà sẽ làm cho con người trở nên hèn hạ mất. Mẹ đã tâm thành học điều ngũ giới tam quy, xin hãy xót thương dùm phần trẻ. Theo thánh hiền con thờ cha kính mẹ, trọn tam can không mà xóa đạo nghĩa vợ chồng. Con nói đạo thánh hiền mà sao con không nhớ, trong thất xuất không con là một tội. Con không nghe người ta thường nói cây độc không trái mà gái độc không con. Nghe lời mẹ đuổi nó đi đi con. Mẹ ơi, con đã lỡ hội phong vân, bút nghiêng liều chồng đã bao lần. Những cam số học tài thi mang thì kinh đã ngủi cho con trong lúc âu sầu buồn nan. Nàng là dần hồng tỏa ràng, là niềm tin bừng sáng ở trong con. Nàng trắng tầm vết lụa ươm tơ, thắt lưng buộc bụng không một lời than trách. Những đêm lạnh nàng ngồi mài mực, trăng nằm đáy nghiêng nghi thao thức đợi đêm tàn. Con không muốn ngâm câu người đời phụ khó tham sang, sang giàu quên lúc cơ hàng thuở xưa. Thế gian mạng ta lọc lừa, mòn đường đạo lý mà chưa ai dung bồi. Thôi mẹ em đi, mày hãy nhìn vào gương mà coi, cái thằng cha thầy tướng nó đoán như in đó. Sợ đâu bên càm của mày ấy, chứng tỏ mày là người điên loạn rồi. Thật là u mê ám chướng lụy đàn bà. Mỗi lần tao khuyên mày đều hơn lẽ thiệt, là mày cao giọng thuyết pháp. Là con mà không nghe lời cha mẹ là con bất kiêu, là thất giáo, là nhục, là hèn. Mày hãy đi đi, đi cho khuất mắt tao, đi đi. Thưa mẹ, trà đây. Ê, trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, nó lấy nước sôi nó tạt vô tay tôi nè, trời ơi. Ôi, con khốn nạn. Bàn tay tôi đếm tiền, đếm bạc, còn bàn tay này tôi lần tràn hạt. Mà con ác phụ nó gây thương tích thế này, làm sao mà tôi thỉnh chuông gõ mõ được nè trời. Con kia, tấm dốc đại hồng tao đưa cho mày hôm trước á, nội đêm nay mày phải mai cho xong, nếu không á thì mày đừng trách tao độc ác nha. Đừng khóc nữa Hiền Thê ơi. Dạo này mẹ khó tính tuổi già sanh tật, âu cũng là sở thường.
Phương Anh, Hiền Thê ráng giữ sao cho tròn đạo dâu con nha. Phu quân yên tâm, đối với mẹ thiếp một niềm tôn kính. Dù mẹ không hiểu không thương, bao đắng cay thiếp cũng cam lòng là phận về nhà chồng như hạt mưa xa, lỡ dập vùi trong bão táp phong ba, dẫu xót xa cay nghiệt phù phà, dẫu bị khinh miệt đuổi xuống, lòng tiếc nguyện thương mẹ trọn đời, bởi không có mẹ thì chẳng chàng để yêu thương, công ơn dưỡng dụng sanh thành, rồng tở non cái biển khơi, hạnh phúc cho tiếp được cận kề người chồng hiếu học, biết trọng nghĩa nhân chữ thủy chung vẹn dinh, trăng kia hết khuyết lại tròn. Xin nguyện một đời giữ giả sắc son. Phu quân, đêm đã sâu dầu với lụng bất, chàng hãy vào dỗ giấc ngủ một mình đi. Thiếp phải mai xong tấm giấc mẹ giao, vừa may áo vừa quạt nồng cho phu quân an giấc. Nhưng ta ngủ rồi, còn mình nàng đơn độc giữa canh thâu. Phu quân đi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi chuyện không đâu. Thiếp đã từng trăn trở suốt tàn canh, lắng tai nghe nhịp trống điểm bên thành, lấy gió mát trăng thanh làm bạn. Chàng ngủ ngon là lòng thiếp thanh thản. Ngủ đi chàng. Gối mộng suốt năm canh, mộng lành trống giấc bươm. Hãy ngủ. Sông Tương nước chảy đôi dòng, hiểu thân chàng hãy lo tròn phận con. Tình duyên ta đành ôm nỗi khổ, than khóc mà chi thêm tuổi thêm rõ thật là đẹp mắt à. Mày nhìn vào gương mà coi, cái thằng cha thầy tướng nó đoán như là in à. Sợi râu bên càm của mày đó chứng tỏ mày là thằng điên loạn u mê ám chướng lụy đàn bà. Sợi râu bên càm của chồng ta trông thật khó coi, nó là nguyên nhân để các thầy tướng xấu giở trò khoác lác. Nhưng lúc chàng mệt mỏi ngủ say, ta lén hớt cho xong. Ôi dạ, chuyện gì vậy? Dạ, dạ không, em kìa, nàng định giết ta. Ta có lỗi gì mà nàng định giết nghĩa phu thê? Không, phu quân, chẳng nỡ nào nghi thiếp làm những điều lỗi đạo. Cái gì mà tụi bay ồn ào ngoài này, không nể nang gì ai cả vậy? Trời ơi, tại sao mà cần cổ con nó chảy máu gì kìa? Con, sao vậy con? Dạ cái gì? Hồi lúc nãy nó định làm cho tao chết phóng, bây giờ nó tính giết mày nữa. Thật là cái câu tối độc dạ nữ nhân rất đúng mà. Hạng gái mất nết quê mùa thô dụng, tánh tình lẳng lơ đến chết cũng không chừa nữa. Mắt tao là mắt thánh mà, giải thưa làm sao che được mày. Nè, lấy quần lấy áo rời khỏi nhà tao tức khắc. Dạ, con lời mẹ sùng dung, con không có ý định giết chồng. Chỉ vì sợi râu bên cạp trong kỳ dị nên con. Thiên sĩ, anh nói rõ cho mẹ nghe đi, anh nói đi. Ta, mẹ, trời ơi. Mày không còn lời gì biện hộ cho con vợ mày chứ gì?
Con kia, mày nói sao? Mày nói sợi râu bên càm của con tao là râu kỳ dị à? Cũng may nghe mày, sợi râu quý nó còn đó. Chứ nếu mày mà hớt đi nha, tao gót đầu mày à. Vì râu đó là râu tiền, râu bạc, râu quan, râu tướng, râu của những bậc công thần nâng thành đỡ giặc. Ai mà có sợi râu đó là sung sướng bãi đời. Bây giờ mày hãy đi đi, đi ngay, tao đã quyết định rồi. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ hãy suy xét lại. Đồ cái thứ đàn ông gì mà con ác phụ nó kề dao vào cổ mà mày còn mở lời biện bạch nữa. Mẹ, mẹ ơi, con mong nhờ đèn trời đua kề sáng soi, thân phận nổi trôi chứng có cao vậy, con không làm gì nên tội. Cầm sắt bấy lâu nay mẹ nỡ nào chia đường rẽ lối, mỗi đứa một phương chăn gối lẻ loi buồn. Phần hầm duyên côi con xin dập đầu dòng bay nghiêng đường, xin hãy tương chúng con đừng chia quyên sẻ thủy, nghĩa vợ tình chồng duyên ngư thủy phải lìa tan. Giới nghiêm từ con dình đạo dâu con, đắp lạnh hoạt nồng lòng con không phai nhạt. Mẹ, con không hề mang tâm độc ác, mẹ đừng ngờ quan. Mà duyên ai chúng con phải lỡ làng gian dở. Tội nghiệp mày rồi, ai tội nghiệp tao? Tao hiếm hoi chỉ có một đứa con, mà mày nỡ nào muốn toan hại nó. Duyên tình ôi, duyên tình chia phôi, nỗi quan nỗi ước quan trong đời. Lòng thiệp trăng trong có đất trời soi xen, nỗi quan này ai có hay bẻ bàng cùng trước mai. Hiền thế mà đi rồi anh chẳng thiết gì bút kiến lều chồng, mực đầy rồi với em về phòng đơn gió lòng chồng sách sẽ nằm yên trên giá lạnh phủ bụi mờ. Soi hôm nào chung bóng, xiêm áo chung cô phòng còn phảng phất mùi hương. Thiếp biết về đâu với số kiếp cô đơn, không biết ly nẻo đời chia đuôi ngờ. Xa nhau rồi anh băn khoăn tất dạ, sợ nắng sớm mưa chiều tàn tạ dốc hình mai. Nhiều lời mày, một đi hai đi, đi ra khỏi nhà tao. Nếu mày không đi á, tao tự giận bây giờ à. Mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy mẹ ơi. Mẹ, mẹ để con đi. Xin mẹ cho con lại mẹ một lại cuối cùng, để rồi xa mái ấm gia đình, xa cả mọi người. Thôi cô Hải đi đi, đừng nói nghe nói nhân. Mẹ con của tôi đã khổ với con. Mẹ, xin mẹ hãy xót thương. Phu quân đừng làm trái để mẹ phải phiền lòng, hãy phó mặc cuộc đời em. Bèo dạt qua trôi đành cam với số phận. Mẹ phu quân từ đây chia biệt đôi nơi,
thứ cho thiền sĩ bất hiếu nhi. Con không phụng dưỡng được mẹ già, chỉ vì còn chút nghĩa tào khang. Nàng chịu ức quan thân gái bơ vơ giữa cơn sông nghi vô ba đào, thương xót phận nàng con trai rước từng cơn. Nên con phải đi tìm dù vàng hay thiên sơn, lại mẹ, lại mẹ không đi. Mẹ chủ có sao không? À... cái phúc ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm ai hát về quên ai. Một chú tiểu, ôi, một chú tiểu đẹp trai khả ái dễ thương làm sao. Bên chùa cảnh tôn nghiêm, ai ngờ có phu truyền. Tôi như mới xa lìa nhận thấy, ôi giấc mơ nhẹ nhàng vừa trợt chân nên khiến cô bàng hoàng, tim ngất ngây run sợ như vừa mộng. Chẳng chỉ hồng xuôi nên vẫn dương đường ta. Kìa, thí chủ nói gì vậy? Một thoáng
kẻ lánh trần thoát tục, chuyện thế gian đã mắt lấp tay ngơ. Mọ sớm chuông chiều quên mộng ước tuổi thơ, nương thuyền Bát Nhã cõi hư vô miền tịnh độ. Nè nè nè, chú tiểu ơi, xin dừng chân đừng vội bước. Cửa Phật là nơi từ bi cứu độ, chứ nào phải đâu là nơi gieo sầu khổ cho đời. Vòng tay ngọc nữ tình nguyện, thiết tha chờ mong khát khao tình ai ước nguyện tân tận tuốt bay. Nỗi khát vọng mê buồn đến với em đi. Hỡi người hơi thở ngọt mềm làn tóc muôn lời phúc, mê hồn như điều sóng ngàn khơi. Đem thân xuất gia mộ đạo Thích Ca, bước tránh những điều xấu xa. Tính nữ càng suy nghĩ quan trước đi, dựng mang ly phiền ma chi. Hương vị ngọt tặng tình ai, em vẫn biết là mật đắng men cay. Nhưng làm sao can đảm xa rời anh, đừng phiền dẫn người ơi. Hãy kiếm trên môi nụ cười, yêu yêu ai yêu cả một đời, cớ sao làm ngơ. Mô Phật, tín nữ hãy về đi. Không, em nói là em không về. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đừng ngại gì nữa chú tiểu ơi, thưa đi một lời gắn bó. Thủy chung em chẳng đổi dời, nguyện một đời xin tín nữ hãy quay về. Đừng mơ được chú tiểu hứa đi, rồi em sẽ về. Trời Phật ở cao dòi dòi, trên từng mây bạc quải tiên. Có biết chi sự đời dương thế, gió mưa là chuyện cuộc đời. Cái chuyện chúng mình là người hạ giới. Tin nữ quay về kéo tôi bị quên. Chú tiểu hứa đi, bằng không em ở hoài. Em ở hoài, em nói em ở hoài là em ở hoài. Chừng nào mà chú tiểu chịu em mới về. Mô Phật, tôi không dám. Kính chào tín nữ. Nam mô A Di Đà Phật. Phật hoài à. Phật ở xa lắm, réo ổng hoài làm sao mà ổng ngủ được. Nè, gần bên anh có mầu nè. Anh kêu mầu yêu quý của anh ơi, là em giả ngọt xớp cho anh nghe. Kêu đi. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi đừng có tụng niệm nữa mà, đừng có gõ mõ nữa. Ý, xin đừng. Kìa, chạy đi đâu vậy? Khoan đã anh Tiểu, anh Tiểu. Chú Tiểu, bắt được anh rồi. Mô Phật, dẹp mô Phật đi. Cô hãy buông ra, kẻ hòa thượng thấy người ta sẽ quở trách. Buông ra để cho anh bỏ anh chạy hả? Không có được đâu. Đứng yên nghe, nếu rút tay lại là em ôm cho coi. Cô buông ra, để tôi thắp nhang cho cô lễ Phật. Dẹp lễ Phật đi, em chỉ thích nói chuyện với thầy Tiểu thôi à. Nói gì thì cô nói đi. Em muốn nói đẹp trai như anh thì nên để em gọi là anh yêu. Sao cứ mài miệng ngồi lo mô nam mô, có vui chi lời kinh kệ cứ mô lại mô. Mà không ngó lên để nhìn, má hồng môi thắm đẹp xinh. Tình em yên dân cho người, qua đào còn đợi gió đông. Cùng nhau kết dây tơ hồng, thân tình bền chặt núi sông. Buông tôi ra, không buông. Xin nữ thi chủ buông tha cho tiểu tăng được giữ trọn pháp giới. Nhan sắc như cô thì ngoài thế tục biết bao người chờ đợi. Sao cô lại đến chi chúng thiền môn để lả lơi đùa cợt kẻ tu hành? Nghiệp chướng quan thiên chỉ mong rủ sạch bụi trần. Xin nữ thi chủ hãy nhớ câu tu là cõi phúc, chớ đắm mê tình mà lạc vào bế thâm trầm luân. Người ta có thất tình mới vào cửa Phật gửi thân, còn anh Tiểu đang độ thanh xuân đẹp như hoa xinh như ngọc.
phải gian mình nơi Phật tử. Trái tình nấu sầm xóm mỏ chiều chung. Nè, uổng lắm anh Tiểu ơi, anh nhìn em nè. Trúc xinh, trúc mộc sân đình, em xinh, em đứng một mình cùng xinh. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật hoài à. Đã vào cửa Phật phải diệt bỏ lục dục tà tâm. Cứ sắc sắc không không ngày đêm không niềm. Dầu cho sắc kim chi thân ngọc diệp cũng chỉ là bụi cát trần nhân. Đẹp đến nỗi người ta tức cảnh đề thơ, rồi cũng phải trở về cùng cát bụi. Thôi thôi thôi, dẹp hết đi. Đẹp như gì mà chỉ như bụi cát trần nhớ. Anh Tiểu ơi, đây miếng trầu cánh phượng đang chờ mời anh hãy nhận đừng hứng hờ mà tội lắm người ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu tăng xin cáo từ. Trời ơi, ta nhận tức quá đi thôi à. Làng mà chiên cha thường hạ Tây Đông, con gái phú ông tên là Mậu Thì. Chập chập chen chứ chập chập chen, chập chập chen chứ chập chập chen. Tâm tình mà ngoài y dám vượt luật làng, phá rào đạp vách tạo lập niềm vui. Có niềm vui là có hết. Chập chập chen chứ chập chập chen, chập chập chen chứ chập chập chen. Chánh tổng đến. Dạ trình làng, dạ tôi đưa phú ông và thị mầu đến đây rồi ạ. Đây đó. Dạ, dạ mời phú ông ngồi. Dạ cảm ơn. Dạ được lệnh trên đòi cha con tôi đến công môn, tôi vội vã đến để nghe lời chỉ giáo. Không dám, tổng tôi tài hèn đức mọn, nào dám chỉ bảo ai. Chẳng qua gì trách nhiệm phận sự, chúng tôi mời thị mầu đến đây để truy nguyên vụ án cái quan thai của nàng. Ông đừng lo, cuộc xét xử này nhất định công bình. Mời ông ra ngoài an nghỉ. Dạ. Mời thị mầu đến trước đây. Dạ, mời cô mầu. Tổng tôi xin phép được bắt đầu xét xử. Thị mầu, quan thai đó của ai? Đứng trước làng phải khai cho thật. Gian dối tao đánh đòn phạt dạ. Cô mầu. Dạ. Có nghe gì không? Dạ. Khai đi. Nói đi cô mầu. Dạ trình quý làng, gia đình tôi tâm thành mộ đạo, niệm Phật ăn chay. Một tháng đôi tuần thường lên chùa cầu đạo. Có một lần gặp Tiểu Kính Tâm đang quét lá trước sân chùa. Người dạ, người buông ra những câu nói cợt đùa. Chú Tiểu bảo rằng: cô mầu ơi, chắc số tôi thoát kiếp ở chùa, nếu đó phòng đơn còn đây chiếc bông. Hai ta lấy nhau ra đời, xây cuộc sống còn hơn sống ở ăn
dân. Tu hành làm gì khổ lụy xác thân, hãy nói yêu tôi dù chỉ một lần thôi, tình câm lặng đơn côi. Tiếng kể lời kinh nâu sòng cháy tình, vẫn không xua tan hình bóng tôi tôn thờ. Năm tháng chẳng phai mờ, lời nói của người có mạnh lực làm sao, như suối hát như thông reo. Tôi bỗng ngất ngây xúc động bồi hồi, tôi khóc thầm trong hậu liêu. Rồi, như vậy là rồi. Láo thật, chú tiểu này bỏ bùa cho cổ mà. Mụ đốp. Dạ. Hãy đến chùa mời sư cụ và chú tiểu kinh tâm đến đây cho ta giải việc lẹ lên. Dạ. Trời ơi, mày đi lẹ đi, chậm tao đá mày học máu bây giờ. Mày đi cho cổ nói mau đi, tao đá cái học máu giờ, hết giờ rồi. Nằm giữa hậu liêu lăng, tiếng chuông chùa kéo tôi về thực tại. Hàng lệ mặn thấm bờ môi xót xa, đời con gái vì nặng chữ yêu thương nên phải hủy hoại kiếp xuân thời. Người hứa rằng sẽ yêu tôi mãn kiếp trọn đời, giọng nói thân thương mắt rưng rưng lệ, cúi mặt nghẹn lời như sáng hối chuyện vừa qua. Cô mầu ơi, cô về nhà đừng quất lại với mẹ cha, tôi sẽ rời chùa và cây người giáng ngò. Thế mà sau tháng trôi qua, tôi chờ tôi đợi trong tin nhà ai mang tới lễ cao trầu. Trời ơi, tu hành gì mà bậy bạ quá vậy? Im lặng, giữ sự im lặng, đây không phải là cái chợ. Ủa sao nín tin nó chạy không ai nói hả vậy? Dạ. Gia Trình Làng đã mời sư ông già Kính Tâm đến rồi à. Nè, sư ông, cô Mầu đã khai tự sự, chấn đen đã được phơi bày. Ông không thể nào che giấu được nữa đâu. Kính Tâm là đệ tử của ông đã phạm tội tài đình, mà luật làng thì không thể nào tha thứ được. Ông hãy cho tôi biết chú tiểu Kính Tâm xuất gia đầu Phật, quê quán nơi đâu và tung tích ra sao. Tôi đây là một người kính tăng trọng Phật, những chuyện xấu xa thì không thể bỏ qua. Tiểu Kính Tâm thở ấu thơ đã chịu mồ côi, đến thi phát nhà chùa hơn một năm nay. Lỡ bước ra chân hứa thiền luôn mở rộng, cứu giấc kẻ trầm mà luân trong bể khổ thế gian. Muốn chọn kẻ tu hành, ông phải dạng đụng lắng trọng, không dùng tung kẻ biến lười chỉ thích chơi rồng. Đạo vàng đời tuy hai nhưng chỉ có một mà thôi, có làm mới có ăn, không thể ngồi không chờ thập phương dừng lễ dần. Ngoài việc tu hành chúng tôi luôn cuốc bấm cài sâu, chăm bón ruộng nương đâu phải nhờ của thập phương cứu độ. Ông hãy xét suy lời tôi là sự thật, chúng sinh đến với Như Lai chứ Phật bất cầu ai. Dạ bẩm, tiểu Kính Tâm đã đến. Dạ, tiểu tăng là Kính Tâm, quy y tịnh dân tự,
vừa nghe tin dữ dội đến công môn. Trên đường đến đây chị Đốp đã kể rõ ngọn ngành. Tiểu tăng hốt hoảng tưởng chừng vừa trải qua cơn ác mộng. Mộng hay thực rồi đây tiểu sẽ rõ. Thật không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Qua vấn đề này tổng thấy buồn, buồn vô cùng. Tỷ dụ như tổng này nè, từ ngày tổng tôi về đây cho tới giờ chưa bao giờ dám xin ai đồng xu hay cắt bạc. Ra đường cứ thẳng một đường mà đi, gặp đàn bà con gái cũng không dám liếc qua liếc lại. Trời ơi, vậy mà đi tu rồi chưa diệt hết tham sân si. Ha, chẳng do dụ dỗ ghê tơ. Thị Mầu khai ra ta thật không ngờ rằng chú Tiểu đã tư thông cùng gã. Nếu chú Tiểu không thành tâm nhận lỗi, vẫn trôi quanh để chạy tội cho mình, thì ta phải chiếu theo pháp nước lệ lạc, đòn 30 y như khoáng lệ. Dân làng đâu? Dạ. Chuẩn bị. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước cửa từ bi tiểu tăng đã giữ gìn tam quy ngũ giới, mong cầu thuyền bát nhã đưa khỏi dòng bể khổ sống mê. Thì dám đâu gây điều tội lỗi trăng qua cho vạn kiếp phải chịu luân hồi. Chút thịt da trần tục có ngại chi rồi dò tới bời, nhưng sợ tiên thị phi làm u quen Phật tử. Sân tiểu ở chùa mà lại có vợ sanh con, tình thiên ai mà ly lại gian. Thì Mầu có quan tay ép tội cho tôi, thì tôi chỉ biết niệm kinh phổ cứu, cầu Đức Phật từ bi cứu rồi kẻ quan tình. Câu nói từ bi nghe xúc động tâm can, nhưng biết có thâu lòng kẻ mắt đuôi tai điếc. Chú Tiểu ơi, Phật bảo hệ có sanh là có diệt, nhưng biết bao giờ mới diệt hết cái bọn lòng xoay già lan. Vụ án tới bây giờ cũng chưa ngã ngủ phải không? Sa tính kéo dài cho tới bao giờ đây? Theo phép vua lệ làng, nếu mang thai mà không ai nhìn nhận phải chịu phạt giá tiền và 30 roi. Từng đến đâu? Dạ. Tiền bao nhiêu tôi xin phạt giá và đóng khoáng. Nhưng cũng phải chịu đến 30 roi. Lệ làng xưa nay không thể đổi. Cô Mầu. Dạ. Chịu phạt đi. Từng đến. Dạ. Tội nghiệp quá. Dạ Trình làng, xin hãy tha cho cô Mầu khỏi chịu đòn roi. Tôi nhận. Mô Phật. Vậy mà cũng lâu lắc, chú Tiểu đã nhận là chủ cái bào thai. Hãy tha cho cô Mầu. Dạ, cảm ơn ông chánh tổng và xã trưởng. Xin quý ông giúp một lời cho kính tâm cùng tôi nên vợ nên chồng nha. Phụ ông ơi, phụ ông, cô Mầu cô nói vậy ông nghĩ như thế nào? Việc đã như vậy rồi tôi còn nghĩ cái gì nữa đây. Mô Phật, việc ấy không thể được. Xin các ông đừng ép kẻ tu hành. Chú Tiểu này thật là ngoan cố, tội không thể nào tha thứ được. Tuần Đinh. Dạ. Hãy đánh cho nó thật là đau. Đánh. Quan. Gì đây sư ông? Mô Phật. Kinh thưa ngài chánh tổng, kinh thưa ngài xã trưởng và cả phụ ông. Hãy coi như một tai nạn của con người, xin hãy dừng tay hiếu sắc để hiếu sinh. Sư phụ, sư phụ ơi, con tiểu kinh tâm
là dưới môi. Dưới chân sư phụ con vẫn là đệ tử chân tôn. Đó, thấy chưa? Tới giờ phút này mà nó vẫn cứng đầu bay đâu. Kinh đừng nóng giận quý ông ơi, kính tâm con ơi, nắng mưa gió bão là bệnh căn của trời đất, còn con người sao coi cây bệnh tương tư mà sanh ra điều dầm tâm. Thì mầu cô ơi đã lỡ một sao lo làm lại cuộc đời. Đời tôi dành trọn với ông cho vẹn ân tình. Thị Mầu! Cha! Cha Mầu con câm đi! Tôi nhận lời để chứng nhận một quan tài, cuộc tôi cùng cô như hai kẻ hai nơi. Coi đó! Nó nói chuyện vô tình khi phá đời con gái tôi. Đánh! Xin cho bần tăng lãnh về chùa nghiêm trì, đánh đập thả làm rối giả kẻ tu hành. Bao nhiêu phạt giả của tâm làng, dâng lời lo toan. Tổng tôi nể lời sư ông, nhưng mà phải thi hành nghiêm luật lệ. Ngoài việc phải trừng trị nghiêm khắc tiểu tỉnh tâm, chùa còn phải lo nộp gấp cho làng tiền khoán, phạt cho đủ số, nghe chưa? Mô Phật bần tăng xin lãnh ý. Vậy là xong, ai về nhà nấy nghe. Sư phụ, ba lại này con mong thầy chứng giám cho đệ tử. Con sẽ đi xa thầy, xa âm tử, xa thân này sẽ gửi theo hạt nổi mấy ngàn. Kính tâm con, chuyện của con thầy chưa định phân phải trai, nhưng thầy chỉ sợ bia miệng thế gian sẽ làm ô danh người gửi thân vào chốn Phật đài. Công đức của thầy con nào dám phụ, nguyện kiếp lai sinh sẽ đền đáp ơn sâu nghĩa năng. A Di Đà Phật. Lành thay lời nói của kính tâm, nếu có lỗi lầm nên cải hối. Bằng với con không làm gì nên tội, thì kẻ vu oan trong một sớm một chiều sẽ hối hận ăn năn. Trời tuy xa nhưng cũng rất gần, vì có câu thiên vọng khôi khôi. Sơ nhi bất lậu bởi cơ trời, xứ lạ quê người thân phận nổi trôi. Nhìn ân sư con nghe như muôi xa kim châm, nay con xin thầy cho con dựng một mái liều nơi tam quan, để đục nắng che mưa hôm sớm được gần thầy. Đồ
tới ngày đen trắng được phân minh. Kinh tâm con chớ ngã lòng, đây có lẽ là nghiệp quan. Thầy thương con ân sâu nghĩa nặng, làm sao con đáp đền khi trước mắt con còn cả quãng đường dài, biết đến bao giờ cho kiếp nghiệp quan. Kính tâm con đừng ngã lòng, không xoa tan đêm tối mịt mùng. Hiểu được có không, con sẽ tìm ra đường về nơi an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh tâm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia độ. Nam mô A Di sông dài biển rộng, từ độ xa nhau anh không tiếc gì cuộc sống. Hiền thê ở nơi nào sao không nhớ thương anh? Nàng rời khỏi gia đình như chim nhỏ rời khỏi cành xanh, chỉ một thân ta nhớ thương khắc khoải. Chỉ vì tội hớt râu chồng, mẹ đoạn phân tình ai, để thân hiền thế trôi dạt quê người lành giữ chẳng âm tình. Bể trần linh đinh một thân cô lẻ, nặng tình từ sao vén vẻ. Ta khóc âm thầm trong nghi bóng tối cô liêu, hiền sĩ già bạc phước thân em đau xót.
một phút gieo qua lỡ làm tình mưa nở. Mỗi đứa một phương trời ngăn cách bởi gì đâu. Thì kinh hiền thê nàng ở đâu? Chuyện sâu xa nhơ nhuốc đến nơi này, làm quen ố thảo trang trong giờ tụng niệm kính tâm. Xin người hiểu cho tôi là kẻ cùng đường khốn nhục, đã để cho người nhà Phật bị đày đọa chốn công môn. Miệng tiếng đồn người phải rồi ám dân chiều lắm nổi gian trung, vì một việc làm phi nhân đêm đêm từng đêm bao tuổi nhục dày dò tâm tư như sóng trào quen. Khóc cánh đời trái ngang, cô hối hận xót xa về sự việc quá muộn màng. Thân tôi cay đắng ngập tràn, mặc cho người đời phán xét ngay gian. Thời gian qua là liều thuốc đã giúp quên hẳn chuyện ngày xưa, chỉ vì tôi gieo quan trái cho người trước cửa Phật xin người hãy thứ tha. Mô Phật, cô gây lỗi lầm rồi hối hận khi gieo quả cho tôi, giữa công đường bao máu đổ lệ rơi. Tôi tin có Phật trời trên tầng không chân gian, tôi vẫn xem cô như tình đôi bạn. Dám nào hờn trách chi ai cho thân lụy thêm phiền. Cho đời bể dâu thương hải tan biển, kiếp người như phù dân ảo mộng, nhân quả luân hồi theo ta như hình dung.
bóng mà thôi. Muốn đổ người ta phải gian ta, tâm có tình thì ý tà mới gì. Cô hãy về đi chứ bận lòng lo nghĩ, đừng để miệng thế gian đàm tiếu chuyện qua rồi. Kính tâm, nhờ kính tâm hãy ra tay tế độ nuôi giúp đứa trẻ này. Cô bảo sao? Tôi nuôi đứa trẻ này à? Không, không thể được. Tôi nhận là tôi đã gây nhiều khổ lụy cho ông, nhưng nếu người không xúc động từ tâm thì đứa bé này sợ không còn được sống trên đời. Sinh ra kiếp hồng nhan bạc phận, tình ái dương mang, trai quan cơm chiều, tôi nào dám trách đàn ai. Kinh tâm ơi tôi lại người, tôi chỉ gian lại người, hãy mở đức hiếu sinh, thương trẻ thơ đầu xanh vô tội mà cứu nó ra khỏi vòng tay ác nghiệt của cha tôi thì nghĩa nặng ơn sâu, tôi xin ghi nhất trọn đời. Vì chuyện của cô, tôi phải đem thân nương náo máy tam quan, nuôi thân còn chưa đủ, có đâu. Người đừng ngại, tôi sẽ chu toàn viếng thăm hàng tháng, miễn sao con tôi có sự sống trên đời. Mô Phật, nhưng lòng dạ thế nhân độc mồm ác miệng, ngày trước đã mang tiếng với cô, bây giờ lại nuôi trẻ khó là con của cô, thì tôi... Thị kinh con, cứu được một người phước đẳng hà sa, con là kẻ tâm thành tìm đạo Thích Ca, cứu được mạng người còn hơn lập 10 kiển Phật. Tôi... Kính tâm ơi, tôi đã nói hết lời, nếu chú không nhận, cũng không được đâu. Con ơi, đừng trách mẹ. Sư phụ, có một thiện nam xin vào ra mắt. Mời vào. Dạ. Bạch sư ông, kính chào thí chủ. Có điều chi mà thí chủ muốn gặp bần tăng?
Bạch sư ông, dạ, dường như thí chủ không phải ở vùng này. Dân, sư ông ơi, tôi là người ở làng bến dược hàng, muốn dặm đường xa đã tới nơi đây. Trời hoàng hôn, người mệt lỡ đường, đã vào gần 10 kiến am dân, mong tìm gặp một người thân. Người ấy là ai? Sao thí chủ lại tìm ở cánh chùa? Nàng là một người vợ ngoan hiền, vì mang một nỗi hàm quan mà phải đành cắt đứt tơ loan, nỗi đau ly biệt hận muôn nghi trùng. Nàng có lúc tự hủy mình, nhưng kịp thức tỉnh chọn trải nghiệm phù sinh. Với nỗi hoang khổ quá cao sâu, nàng nghe sống chọn nẻo tu hành. Bảy năm hoang khổ một u tình, tôi cần gặp nàng tỏ lòng ăn năn. Mô Phật, có người muốn quên nghiệp chướng trầm luân, ắt phải nhờ kinh kệ nông sầm. Nhưng tiếc thay ở chùa này chỉ toàn sư nam tử, vậy ắt là thí chủ phải đành lặn lội xa xôi. Trời ơi, vậy là tỷ kính nàng ơi, bây giờ nàng sống chết ra sao? Mô Phật, xin thí chủ đừng nản lòng bi lụy, miễn là có lòng thành ắt chư Phật sẽ gia hộ thí chủ đạt thành ý nguyện. Xin bái biệt sư ông. Thí chủ, sư ông còn điều chi chỉ dạy? Mô Phật, gió duyên nghiệp nẻo tìm người, có khi gặp trong gang tấc, có khi xa lắc muôn trùng. Hiện trời sắp tối, thí chủ hay ở lại dân tự này qua đêm nay, rồi mai sáng sẽ đi cũng không muộn. Sư ông, bạch sư ông. Cái gì đó? Điều chi vậy Tiểu Nhi? Cha con hiện giờ bệnh tình ra sao? Sư ông ơi, bệnh cha con càng ngày càng trầm trọng, hiện ngồi đang mệt. Vậy mà người vẫn sai con mang thư ngày trao lại cho sư ông. Vậy à? Thôi đâu, thôi đâu, đưa đem coi. Dạ đây. Ngụy Nan thọ ký văn tự kính tâm, thục nữ tự thị kinh thủ bút. Hả? Nữ tự thị kinh thủ bút, thị kinh. Tiểu Nhi, hãy đưa ta tới gặp kính tâm ngay đi. Dạ. Có chuyện gì vậy Tiểu Nhi? Bà Đốp, hãy giúp ta đi mời các ông chánh tổng, xã trưởng, phu ông đến tận tam quan. Tiểu kính tâm cần phân tỏ. Dạ, con đi liền. Mô Phật, xin mời thí chủ hãy theo chân bần tăng xem thử ra sao. Mô Phật. Cha, cha ơi, có sư ông đến thăm cha nhỉ? Sao cha nhắn tin vậy? Đây nè. Ủa, có gì vậy Tiểu Nhi? Hả? Trời ơi, Tiểu Kính Tâm đã chết. Trời ơi, Tiểu Nhi, cha con chết có trối gì không? Cha con gửi cho sư ông một bức tâm thơ. Dạ, bẩm sư ông, sẵn có đủ mặt mọi người, sư ông hãy đọc thơ coi kính tâm có trăn trối gì không. A Di Đà Phật. Bạch thầy,
kẻ xuất gia muốn vơi tỏ nỗi quang quốc riêng trước khi hồn về quay phật. Nay khi dối ít dòng cưới thầy, mong đèn trời và đuốc tuệ sáng soi. Ân nghĩa thầy trọn đời con ghi nhớ, con là gái cải Nam Trang vào chùa xin thi pháp. Bởi ước quang mang tội hứa sâu chồng, mẹ chồng xua đuổi cho quanh niên lìa đôi. Trời ơi hiền thê, thân phiêu bạc nổi trôi, nhờ có ân sư mở rộng lớp nhân từ cho con dùi đau thương nhờ cội phúc. Lại chướng nghiệp gặp thi màu, gieo quan cổ là phạm giới tà tâm. Trời đất ơi, như vậy Cảnh Tâm là con gái phủ ông, thi màu con gái của ông lấy ai rồi vô quan cho người ta như vậy hả? Thở giờ tôi chưa thấy con gái lấy đàn bà lại đẻ con bao giờ. Ông giàu mà ông ác quá vậy ông. Làm gì dữ vậy? Biết đâu thơ nói vậy mà không phải vậy. Người ta chết rồi để thơ lại còn nói gì nữa. Sư ông đọc tiếp đi. Mô Phật. Tuân lệnh thầy ra nương ngủ tam quan, thì màu xanh con dao đau khổ nghẹn ngào. Không bỏ trẻ cho đành, nay lên bài những tiểu nghi dần còn thơ dài. Xin hãy thương tình nhận đùm bọc cứu mang. Chú tiểu Cảnh Tâm thật là nữ nhi cái vàng, vậy mà cha con ông lại nỡ ghép quan tình. Tại 7 năm dưới Cảnh Tâm cam trời ơi, đúng là thị kinh vợ tôi mang nỗi trầm quan phải nương thân vào cửa Phật. Vậy mà nghiệp báo quan khiên vẫn chưa tha thứ, em lại mang tiếng quan dâm cắn răng cam chịu cho đến tất hơi tàn. Em như một vầng trăng trong đêm nguyệt thực che khuất bởi mây mờ, gió thổi mây đen dần trắng lại càng được sáng, nhưng rửa sạch quang tình em lại về cõi thiên thu. Thì kinh nơi nhìn mặt em đang khép chặt rèm mi, vẫn rạng rỡ an nhiên không dương quang hằng. Trời sao nỡ đài em chịu trọn một đời lận đận, anh tìm gặp em mà em đành vinh đi biệt anh rồi. Thị kinh hiền thế ơi, tha tội cho anh. Mô Phật. Lành thay tiểu Kính Tâm.
thi chủ. Xin thi chủ đừng qua thương tâm phẫn hận, để bần tăng đọc hết bức thơ. Mô Phật. Thầy ơi, qua mắt con rồi dối dàng, ít chữ gửi tiểu nhi, xin hãy dành lòng mở rộng đức từ bi cho con nhẹ hồn, mỗi đời rủ sạch về cõi thiên đường. Hiền thế, ân nghĩa cao sâu, con xin được mang theo về cõi vô thượng. Thì kinh Di Đà gửi lời vĩnh biệt, Nam Mô Lục Tự Di Đà, Quán Cổ ngập đầu dân nguyện cầu đi xa từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.